lộ diện nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án đô thị hơn 4.200 tỷ đồng tại tỉnh Thái Bình. Vâng, thưa các bạn, mới đây thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cho biết, cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Vâng, và nhà đầu tư duy nhất đó đăng ký thực hiện dự án phát triển nhà ở tại hai khu đô thị trên ấy, đó chính là công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, tên tiếng Anh là Dragon Group các bạn ạ. Dragon Group được thành lập vào năm 2009, có địa chỉ tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Công ty này hoạt động dựa trên ba lĩnh vực chính, đó chính là lĩnh vực công nghiệp này, dịch vụ thương mại và xây dựng. Và ở tỉnh Thái Bình thì Dragon Group được biết là một chủ đầu tư có nhiều uy tín với nhiều dự án lớn như là dự án nhà ở xã hội chất lượng cao Dragon Eco Apartment Vũ Phúc, khu thị Vũ Phúc này và cả khu thị Kỳ Đồng. Ngoài ra còn nhiều dự án khác lớn nữa ở trong và ngoài tỉnh. Về dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư thì về chi phí là tổng là hơn 4.000 tỷ đồng mọi người ạ. Trong đó có chi phí bồi thường đâu đó khoảng tầm hơn 100 tỷ đồng và diện tích nó là khoảng 122 hectare. Vâng, theo chủ trương phê duyệt thì dự án này được đầu tư hạ tầng kỹ thuật A1, A2 và A3 trong vòng 36 tháng, xây dựng công trình nhà thấp tầng, nhà cao tầng và các công trình thương mại dịch vụ khác thì trong 72 tháng. Không biết là các bạn, có bạn nào hiện tại đang xem video này có là quê ở Song An và Trung An, Vũ Thư không ạ? Và nếu các bạn biết chính xác vị trí hai khu đô thị này ở chỗ nào thì hãy thử comment xuống dưới nhé. Và cuối cùng xin chúc tất cả các bạn đang xem video này sẽ luôn đầu tư bất động sản thành công nhé. Xin chào các bạn.